Chương trình tác giả và tác phẩm hôm nay được sự bảo trợ của Fire Japan, Sakura in USA, Thai End USA, Blazing Sabu in Garden Grove. Trâm xin chào đón quý khán thính giả khắp nơi đến với chương trình livestream tác giả và tác phẩm 2 do LTX Channel và BP Media thực hiện với chủ đề Cho mượn trái tim để giới thiệu dòng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Vừa rồi mở đầu chương trình, LTX Band đã trình bày hòa tấu nhạc phẩm Tình Đầu của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Các thành viên ban nhạc LTX bao gồm Tuấn Joe, guitarist, Doanh Huỳnh, drum, U Minh Kiệt, bass và Nghĩa Lê, keyboard. Chúng tôi cũng xin cảm tạ các nhà bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, bao gồm Fine Japan, Sakura in USA và Biển Media Arts. Thưa quý vị, ngay bây giờ Bích Trâm xin có đôi lời để giới thiệu sơ qua về nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, học cao đẳng vĩ cầm tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Dù mê nhạc, anh chọn con đường khoa bảng để sinh sống và hiện làm công việc software architect cho một công ty ở miền Nam California. Dòng nhạc Nguyễn Kế Khuyến có thể nói là mang hơi hướng nhạc tiền chiến sang cả, gợi nhớ những tác phẩm thính phòng sáng tác trước 1975 vẫn được giới thưởng ngoạn yêu mến cho đến tận ngày nay. Đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến đã ra mắt cả thảy 4 CD chủ đề: Đường Vào Tình Yêu, Lối Xưa Mong Chờ, Người Mà Tôi Thương, Cho Mượn Trái Tim, và 2 online album Trăng Mơ, Nguyệt Xưa. Trong 2 năm Covid vừa qua, anh thực hiện 2 CD nhưng chưa phát hành, lấy chủ đề Yêu Làm Chi và Mưa Rơi Trên Cung Đàn. Bích Trâm xin mến chào nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Mến chào Bích Trâm. Tôi xin gửi lời chào trân trọng nhất đến các thính giả của LTX Channel và BP Media trong chương trình livestream ngày hôm nay. Vâng, thưa nhạc sĩ, xin được hỏi là anh nghĩ sao về tình hình ca nhạc Việt Nam tại hải ngoại? Có lo ngại là sau hơn 40 năm, những bài nhạc gọi là nhạc vàng trước 75 vẫn được ưa thích? Khổ nỗi là chỉ có từng ấy bài mà cứ hát đi hát lại mãi, thì làm sao duy trì và phát triển âm nhạc Việt trên xứ người? Và như vậy thì trong chương trình hôm nay, anh muốn gửi gắm những gì đến quý khán thính giả của chúng ta? Trước tiên, tôi xin cảm ơn Hạ Đỏ Bích Phượng, LTX, MC Lê Bích Trâm và những ca sĩ trong chương trình đã cho tôi cơ hội để gặp gỡ khán giả trên khắp thế giới. Và tôi rất vui khi một số các bản nhạc yêu thích của tôi được trình diễn ngày hôm nay. Hôm nay tôi muốn gửi gắm và giới thiệu đến quý vị dòng nhạc trữ tình mới của tôi. Tôi hy vọng dòng nhạc Nguyễn Kế Khuyến có thể đóng góp một chút gì vào kho tàng văn nghệ Việt Nam. Tôi cũng muốn khuyến khích những người yêu nhạc
Nếu có khả năng sáng tác thì hãy cố gắng cho ra đời những tác phẩm hay, có giá trị, vì chúng ta đang cần, rất cần những nhạc mới. Xin cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến. Tiếp tục với chương trình âm nhạc, kính thưa quý vị, khi những cặp tình nhân dìu nhau đi trên con đường dợp hoa phượng tím mênh mông, dẫu trời hè nóng oi ả, thì trong lòng người con gái vẫn là cả một mùa xuân mát rượi với nắng vàng ngát hương. Phải chăng tình yêu mong manh, chóng phai tàn như cánh hoa rơi, để mỗi lần tình cờ đi ngang khung trời phượng tím, không khỏi bồi hồi nhớ đến người xưa. Tâm sự ấy đã được nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến lột tả qua ca khúc Phượng Tím. Kính mời quý vị thưởng thức chất giọng soprano cao vút của một người nữ ca sĩ từng được cố thi sĩ Du Tử Lê miêu tả là có giọng hát với âm vực vượt trên bát độ, chuyên trở được quá khứ và nghìn trùng vào lấp lánh. Kính mời quý vị thưởng thức giọng hát của Nguyễn Cao Nam Trân và Phượng Tím. Nhớ em thương.
tình thắm mộng. Phượng tím hoa rơi mong manh trên cao mây xanh tím màu ái ân. Phượng tím anh ơi xa xôi em nghe bồi hồi gió ru. Chân mây nhớ tình ngất ngây, phượng tím yêu thương mặn nồng, bao là tình hồng có nhớ em không? Phượng tím yêu thương mặn nồng, bao là tình hồng. Kính thưa quý vị, ai trong chúng ta cũng có tình đầu để nhớ. Và tình đầu của người nhạc sĩ tài hoa Nguyễn Kế Khuyến, thời còn là sinh viên du học ở Paris, là cô nữ sinh viên cùng trường tên Thu. Họ gặp nhau vào một mùa thu Paris đầy lá vàng rơi và mưa bụi bay. Tuy nhiên, đời không như là mơ. Hoàn cảnh ngang trái khiến nàng ôm cầm thuyền khác, để từ đó ra đời ca khúc điệu Tình Buồn. Với ca từ mang tên nàng và đậm chất thơ như chia tay nhau khi mùa thu tới và bao thu qua thương hoài năm tháng. Kính mời quý vị lắng nghe tâm tư hoài niệm mối tình đầu của tác giả qua tiếng hát trầm ấm của Quang Ngọc. Tình rộn ràng lúc xuân về, lòng bồi hồi dưới trăng thề. Màu thời gian vương áo lụa, ngày vui qua phố xưa, thiết tha cùng nắng mưa. Tình mặn nồng với thu vàng, đường dập diều nắng hai hàng, dệt mộng ước hoa vươn bay, nhìn áng mây nhẹ lay, hồn buông nắng nồng say. Chia tay nhau khi mùa thu tới, trời lộng gió lá bay ta tới. Vắng phố xưa cùng anh, lệ thấm ướt đôi bờ vai. Bao thu qua thương hoài năm tháng, đời lạnh lẽo gió đông sang. Hờ hững ai ân nhạt phai, tình đã xa tầm tay. Dòng nước mắt trôi cùng mây, tình mất nhau. Gặp lại người thuở ban đầu, giờ nào ngờ tóc phai màu. Tình vùi sâu năm tháng dài, tìm nhau trong xót xa, vẫn vương ngày tháng qua. Tình lạc loài giữa đông tàn, mà dòng sẽ hai hàng rượu nồng đắng trên vành môi,
từng cánh hoa rụng rơi, tình thương nhớ nào vơi. Lệ thấm ướt đôi bờ vai, bao thu qua thương hoài năm tháng, đời lạnh lẽo gió đông sang, hờ hững ai ân nhạt phai, tình đã xa tầm tay, dòng nước mắt trôi cùng mây, tình mất nhau từ nay, gặp lại người thua. Giờ nào ngờ tóc phai màu, tình vùi sâu năm tháng dài, tìm nhau trong xót xa vẫn vương ngày tháng qua. Tình lạc loài giữa đông tàn, mà dòng đời rẽ đôi vành môi, từng cánh hoa rụng rơi, tình thương nhớ nào vơi. Rượu nồng đắng trên vành môi, từng cánh hoa rụng rơi, tình thương nhớ. Tôi xin giới thiệu đến quý vị một sáng tác tôi viết để hát trong ngày đám cưới của chúng tôi. Tôi không ngờ sau khi ca khúc này được ca sĩ Phi Khanh và ca sĩ Quang Tuấn thâu CD thì được mọi người yêu thích ngay. Và sau đó có nhiều người đã dùng ca khúc này để hát trong ngày cưới hay anniversary của họ. Ca khúc được mang tên Khúc Hát Uyên Ương. Hôm nay chúng tôi trân trọng kính mời quý vị thưởng thức qua hai giọng ca của nữ ca sĩ Phi Khanh và nam ca sĩ Quang Ngọc. Em là tất cả, em là dòng suối mắt trong tim anh, em là nắng đổ, em là tia nắng chói chang bình minh, em là tất cả, em là ân ái đến trong yêu. Em là mây trắng tháng năm mộng mơ. Anh là tất cả, anh là tình tú sáng trong tim em. Anh là mây hạ, anh là hơi ấm đến du hồn em. Anh là tất cả. Trăng sáng là niềm tin, bên nhau cùng chung bước
hạnh phúc sẽ luôn được vững bền. Tháng năm êm đềm thiết tha cùng đàn đắm say mây ngàn. Em là tất cả, em là hạnh phúc tháng năm bên anh. Em là muôn thuở, em là tiếng hát ngất ngây hồn anh. Anh là tất cả, anh là xuân thắng ngát xanh trong em. Anh là hơi thở, anh là mưa nắng, là đời em. Là tình tú sáng trong tim anh. Em là mây hạ, em là hơi ấm đến du hồn anh. Anh là tất cả, anh là nhung nhớ nắng cao mênh mông. Anh là gió nhẹ, anh là trăng sáng, là niềm tin. Bên nhau cùng chung bước chắp đôi thuyền ươm. Mai sau dù mưa gió vẫn tay chung đường. Xin cho niềm hạnh phúc sẽ luôn được vững bền. Tháng năm êm đềm thiết tha cùng đàn. Em là tất cả, em là xuân thắng ngát xanh trong anh. Anh là hơi thở, anh là mưa nắng, là đời em. Em là tất cả, em là xuân thắng ngát xanh trong anh. Anh là hơi thở, anh là mưa nắng, là đời em. Xin cảm ơn quý vị, Quang Ngọc. Lần đầu tiên mà hai đứa mình hát mà cũng được ha. Yeah. Một lần nữa, Quang Ngọc, cảm ơn em. Cảm ơn quý vị. Lung Tung Sen thân chào quý khán giả. Để mang niềm vui tới như những món ăn tinh thần sảng khoái hàng ngày dành cho các bạn, Lung Tung Sen chúng tôi với tiêu chí vui là chính, vui thật vui là 10, đang có các chương trình livestream Lung Tung Sen với các ca sĩ khách mời đặc biệt vào thứ ba hàng tuần lúc 7 giờ tối giờ Cali. Chương trình Thâu Live cùng LTX Band dành cho các bạn có đam mê ca hát và các dịch vụ hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham gia trở thành LTSer để download library nhạc hàng tháng của LTSer và theo dõi các hoạt động đặc biệt của Lung Tung Sen. Vui là chính, vui thiệt vui là 10. 1, 2, 3, vô!